Giám đốc Tổng thầu Trung Quốc dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông cho biết hiện có 9 người của Tổng thầu đã có mặt tại Việt Nam. Dự kiến đến ngày 12 tháng 6 tới thì sẽ có thêm 26 chuyên gia sang để tập trung hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao dự án. Tuy nhiên, số nhân sự còn lại sang Việt Nam vào đợt kế tiếp phải xem tình hình thanh toán giữa chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải với Tổng thầu. Theo đó, mặc dù 100% thiết bị đã về hiện trường được lắp đặt và căn chỉnh 2 năm nay, nhưng một số chi phí chưa được chi trả. Nguyên nhân là chưa nghiệm thu được nên không thể quyết toán. Nếu không có 50 triệu đô la Mỹ để thanh toán cho các nhà cung cấp thiết bị thì họ không cử người sang. Toàn bộ dự án có 11 nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành, chỉ một trong số 11 nhà cung cấp không cử người sang thì không thể hoàn thành được công việc nghiệm thu. Liên quan đến việc, Bộ Giao thông Vận tải cho biết chỉ thanh toán cho tổng thầu khi khối lượng công việc hoàn thành. Bộ Giao thông Vận tải nói rõ, việc giải ngân phải theo quy định hợp đồng, khối lượng làm xong tổng thầu trình hồ sơ lên đủ điều kiện sẽ thanh toán ngay. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt, trong hợp đồng quy định rõ, việc lắp đặt còn có những chi tiết chưa đủ điều kiện, tư vấn chưa đánh giá nghiệm thu thì chưa thể nghiệm thu thanh toán. Cụ thể, theo quy định, dự án hoàn thành đúng yêu cầu thiết kế, đủ điều kiện, có thể được thanh toán 95% tổng mức đầu tư. 5% còn lại, tổng thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành hết 24 tháng. Sau khoảng thời gian này, nếu không còn vấn đề gì phát sinh thì sẽ thanh toán hết. Việc thanh toán và thực hiện tiến hành vận hành thử là hai vấn đề khác nhau. Tổng thầu phải hoàn thiện nhanh nhất, chủ đầu tư sẽ giải ngân khi đủ điều kiện.